Dạ, mình chào quý bà con và các bạn đến với kênh Liêm Nguyễn và Nhật Vượng của anh Nhật nha. Hôm nay mình giao lưu ở ấy có những cái voi cao đẹp nha bà con. Sau đây mời bà con và các bạn mình cùng giao lưu với nhà vườn ạ. À. Em chào anh Nhật. Rồi, chào anh em. Chào cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay đến với vườn em có một số cây voi hoa giấy Mỹ muốn giao lưu với các bạn. Và đầu tiên là em lên cây đầu tiên, cây thứ nhất. Cây này để đẹp quá nha bà con. Rồi, ta đến với cây thứ nhất này có thông số bên cổ là 30, sổ đế là 49, cao 83. Cây này em xin giao lưu với các bạn là 550k, bao sống bao ship toàn quốc ạ. À. Khi ra em chút chỗ bao bầu. Quanh bể cây này tầm khoảng 60, cũng khá to. Rồi, tiếp theo cây số 2. Rồi, đến cây số 2. Cây nó còn lực. Rồi, cây này có thông số bên cổ là 30, sổ đế 50, cao là 49. Cây này em xin giao lưu với các bạn là 420k. 420. Rồi. Anh em để trong đó luôn cho nó gần. Tiếp theo cây số 3. Cây số 3. Cây này có thông số hoành cổ là 23, sổ đế 44, cao là 60. Cây để sổ quấn bạch tuộc. Cây này em giao lưu là 250k. 250. Đến cây số 4. Cây này chi cành nhiều ghép nhiều tầng nha bà con. Rồi, cây này có thông số hoành cổ là 23, sổ đế 39, cao là 90. Cây này em xin vô lưu là 380k. Cây một cốt lắc lượng đẹp, ghép nhiều tầng. Cây bể thật to. Đến cây số 5. Rồi, cái này có thông số mình cổ là 23, sổ đế là 50, cao là 65. Cái này xin giao lưu là 320k. Cây quái gục đầu, có cành hồi về ha, rất là đẹp. Tính kịp 6. Rồi, cái này có thông số hoành cổ là 22, sổ đế 45, cao là 55. Cái này mình xin giao lưu với các bạn là 300k. Rồi, ta đến cái thứ 7. Cái gián bài bệ đặc hư. Rồi, cái này có thông số mình cổ là 29, sổ đế 42 và bay là 50. Rồi, cái này em xin giao lưu với các bạn là 380k. Cái số 8. Quái gục đầu luôn nha bà con. Rồi, cái này có thông số mình cổ là 35, sổ đế là 46, cao là 52. Rồi, cây này em cũng xin giao lưu là 380k, bao sống bao ship toàn quốc. Bây giờ em xuất chậu bao bầu. Rồi, ta đến với cây thứ 9. Cây này có thông số hoành cổ là 19, sổ đế 45, cao là 52. Rồi, cái này em xin giao lưu là 180k. Rồi, ta đến cây 10. Cây này có thông số bên cổ là 20, sổ đế 40, cao là 40. Rồi, cái này em xin giao lưu là 170k. Bảy.
theo. Rồi tôi đến cây 11. Rồi cây này có thông số mình cổ là 26. Số đế 47, cao là 50. Rồi cây này em xin giao lưu là 250k. 250. Khá đẹp nhờ, cây quái gục đầu. Rồi cho đến cây 12. Rồi cây này có thông số mình cổ là 22, số đế 46 và cao là 84. Rồi cây này em xin giao lưu với các bạn là 330k. 330. Rồi. Rồi ta đến cây số 13. Rồi cây này có thông số mình cổ là 30, số đế 32, cao là 64. Rồi cây này em xin giao lưu là 130k. Cây này cái thân nó lắc lượng ngộ ngộ ha. Rồi cây đó 13 không ạ? Rồi tôi đến cây số 14. 14. Tiếp theo. Rồi cây này có thông số mình cổ là 23, số đế 39 và cao là 65. Cây này em giao lưu là 120k. Cây dạng đẹp, giá rất là mềm nha các bạn. Rồi ta đến cây số 15. Cây này có thông số mình cổ là 28, số đế 49, cao là 67. Rồi cây này mình xin vô là 400k. Cây này quấn quá em. Rồi ta đến cây thứ 16. Rồi cây này có thông số mình cổ là 26, số đế 40, cao là 54. Rồi cây này em xin giao lưu là 300k. Cây này bề đế cũng rất là quái. Đến cây số 17. Rồi cây này có thông số hình cổ là 27, số đế 48, cao là 56. Cây này có vết chày dập ở vườn vận chuyển về, nữa mình sẽ trừ lỗi này. Cái này có vết sẹo nhỏ. Rồi cây này em giao lưu là 370, mà giờ anh trừ nó còn 350k. 350. Rồi. Giữa 350 này. Cây 18. Rồi tôi đến với cây 18. Cây này có thông số mình cổ là 31, số đế 45, cao là 67. Rồi cây này em xin giao lưu là 350k. 350. Rồi tôi đến với cây 19. Rồi cây này có thông số hình cổ là 29, số đế 42, cao là 67. Số 19 thì cũng khá đẹp nha các bạn. Rồi cây này em xin giao lưu là 280k, bao sóng bao ship toàn quốc, cứ giam xuất khẩu quá bồng. Rồi cây đến với cây 20. Cây này có thông số hình cổ là 25, số đế 35, cao là 85. Rồi cây này em vô lưu là 300k. 300k cho cây dáng đẹp, tay cầm nhiều. Rồi cho đến cây thứ 21.
Rồi cây này cái thông số mình cổ là 31, sau đấy 38, sau là 62. Cây này có cái nhánh tép dưới vườn, gió tép nhánh. Rồi cây này em trừ cái lỗi đó ra, cây này em xin giao luôn là 280k. 280. Cây đẹp nha bà con. Có một cái lỗi nhỏ thôi, tép nhánh nhỏ. Là một cái dáng siêu đẹp. Rồi cây đến cây thứ 22. Rồi cây này có thông số hoành cổ là 28, sổ đế là 49, cao là 78. Rồi cây này em xin vô lưu là 450k. Rất là độc tạ luôn. Rồi tôi đến cây thứ 23. Rồi cây này thông số mình có là 21, sổ đế 51, cao là 78. Rồi cây này em xin vô là 280k. Rồi đến cây thứ 24. Cây này có thông số mình cổ là 21, sổ đế là 37, cao là 85. Rồi cây này em xin giao lưu là 320k. 320. Tiếp theo đến cây số 25. Rồi cây này có thông số mình cổ là 25, sổ đế 40, cao là 52. Rồi cây này em xin vô lưu là 250k, bao sống bao ship tục á. Cây thứ 26. Rồi cây này có thông số mình cổ là 19, sổ đế 43, cao là 58. Rồi cây này cũng xin giao lưu là 250k. Tới đến cây thứ 27. Rồi cây này có thông số mình cổ là 32, sổ đế 44, cao là 62. Rồi cây này em xin giao lưu là 370k. Cây này siêu quái nha bà con. Rồi. Cây này 28 rồi. Rồi ta đánh cây 28. Cây này có thông số mình cổ là 31, sổ đế 36, cao là 55. Rồi cây này em xin vô lưu là 350k. Rồi tiếp theo. Ta đánh cây 29. Rồi cái này có thông số mình cổ là 26, cao 43. Với số đấy là 43, cao là 54. Cây này gục đầu nha bà con. Cái này có thể trồng gỗ được. Trồng gỗ được. Rồi cây này em xin giao lưu là 300k. 300k. Đến cây 30. Cây này cũng gục đầu, có cái cành thôi. Rồi cây này có thông số mình cổ là 24, sổ đế 48, cao là 68.
Rồi cái này cũng xin giao lưu là 300k. Rồi đến cây thứ 31. Rồi cái này có thông số mình có là 27, số đế 43, cao là 58. Rồi cái này em xin nhau luôn là 320k. 32 cho cây gục đầu. Khá đẹp. Tiếp theo 32. Rồi ta đến cây thứ 32. Rồi cây này có thông số bên cổ là 31, sổ đế 41, cao là 73. Rồi cây này em xin nhau là 300k. Cây nhắn bài, cây cổ đế quái, sổ dài. Tiếp theo 32. Rồi ta đến cây thứ 32. Cây 32, cây 33 chị. Cây 33, cây này là cây 33. Cây 33. Rồi cây này có thông số bình cổ là 33, sổ đế 45, cao là 76. Rồi cây này cũng xin chung là 320k. Rồi, đến cây 34. Rồi cây này có thông số bình cổ là 22, sổ đế là 39, cao là 68. Rồi cây này cũng xin nhu là 300k. Cây nhiều bên 34 hả? Rồi ta đến cây thứ 35. Rồi cây này, cây này có thông số hoành cổ là 36, sổ đế 42, cao là 118. Rồi cây này em xin vô là 400k. Cây to đẹp quá nha. Ta đến cây thứ 36. Rồi cây 36 này có thông số hình cổ là 35, sổ đế 42, cao là 54. Rồi cây này cũng xin giao lưu là 400k. Đến cây thứ 37. Rồi cây này có thông số bình cổ là 21, sổ đế 34, cao là 35. Rồi cây này em xin vô luôn là 180k. Bonsai mini. Rồi cuối cùng là đến với bộ combo của 3 cây. Bộ combo này 3 cây đến giao lưu là 500k. 3 cây 500k. Dán cây cũng khá là đẹp ha. Cái thứ 2. À, cuối cùng là cây thứ 3. Hoành cổ là từ 20 cho đến 25. Ba cây, cây 20, 21 và cây 25 hoành cổ.
rất là đẹp. Rồi combo này 500k. 500k. Chúng ta kết thúc video này. Rồi. Vậy mình kết thúc clip luôn ha. Dạ. Rồi, mình chào bà con nha. Hẹn gặp lại bà con mình ở những clip kế tiếp ạ. Rồi, chào anh Lim, chào bà con, cô chú, anh chị và các bạn. Rồi.